Chương trình này được bảo trợ bởi mua một ly McCafe Latte, Mocha hay Macchiato cỡ nhỏ chỉ 2 đồng tại McDonald's, giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu, mua 2 bánh chicken McGriddles đậm đà hay McChicken Biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình và theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái vào sáng thứ Bảy ngày hôm nay. Và tin kế tiếp đây cũng là một cái tin về khảo cổ học ở Ai Cập. Như Nhi Huyền và Lê Thái mỗi lần mà nói tới Ai Cập thì quý vị cũng nghĩ tới những cái đồ vật nhưng mà 5.000 năm cho tới mà họ vẫn lưu trữ lại được, hoặc là đào lên những cái bộ xương hoặc những bộ xương người mà vẫn còn giữ nguyên những cái điều bí ẩn bên khu Ai Cập. Xảy ra rất là nhiều, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một nhà máy bia lớn tới 5.000 năm tuổi ở thành phố Abydos của thời Ai Cập cổ đại. 5.000 năm, dã man thiệt. Và bộ này cho biết rằng nhà máy bia nằm ở chính quyền Sohat của Ai Cập và có thể từ thời vị trí của vua Namur khoảng 3.100 trước công nguyên. Và theo thông tin cho biết, đây một nhà máy bia lâu đời nhất đã tìm thấy tại thành phố Abydos này. Và tiến sĩ Matthew Adam của Đại học New York, một trong người đứng đầu phái của Bộ Ai Cập, đã thực hiện khám phá và cho biết các nhà nghiên cứu sử dụng bia này để làm các nghi lễ chôn cất hoàng gia và các vị vua đầu tiên ở Ai Cập. Và các cuộc khai quật trước đây trong khu vực đã tìm thấy bằng chứng cho thấy bia được sử dụng trong các nghi lễ hiến tế của thời Ai Cập. Quý vị, nếu quý vị xem cái bộ phim của Ai Cập thì thường thường có những cái chuyện gì hoặc có những cái nghi lễ, có event là họ hay cúng hiến tế thì bia sử dụng để mà làm cái điều đó. Và tiến sĩ Mostafa Waziri, tổng thư ký hội đồng cổ vật tối cao của Ai Cập cho biết nhà máy bia này được chia thành 8 khu vực lớn để sản xuất bia và mỗi khu vực chứa 40 đôi nồi đất sét được sử dụng để làm ấm hỗn hợp bằng ngũ cốc và bằng gạo. Thưa quý vị, đây là cái tấm hình như cho xem, thì họ chia cái bia ra thành một cái, họ đào cái lỗ thành một cái thùng như vậy nhỏ xíu ở dưới đất đó, thưa quý vị, để bỏ bia. Mà thường thường là như vậy thì họ làm cúng tế và hiến tế khi mà cái thời vua đi tới, trong cái thời vua hoặc là những người mà đã mất rồi, hay trong cái funeral hoặc là đám ma, tất cả những cái lễ hiến tế đó, thưa quý vị. Và theo thông tin cho biết rằng là cái nhà máy bia có thể sản xuất cho tới 22.400 lít bia, tức là khoảng 5.900 gallon bia tại cái thời điểm, vào cái lúc thời điểm đó. Và các quan chức họ muốn trưng bày hiện vật mới để phát hiện ra khi họ cố gắng hồi sinh cái số lượng du khách khi ngành du lịch của Ai Cập ngày càng rất là như quý vị cũng biết là năm vừa rồi là pandemic COVID rất là nhiều, thì cái số lượng du lịch là giảm đi rất nhiều so với những năm trước. Cái số lượng khách du lịch cho đến thăm nước này là giảm từ 31.1 triệu cho từ năm 2019 xuống còn 3.5 triệu mà thôi vào năm 2020. Và theo Quỹ tệ Tiền tệ Quốc tế đã cho dự báo cho biết rằng là chi tiêu du lịch cho Ai Cập cũng bị mất đi rất nhiều, là từ 17.8 tỷ cho xuống 2.7 tỷ. Tức là Ai Cập hiện tại bây giờ cũng nằm trong cái tình trạng du lịch là bị trì trệ rất là nhiều. Thế chính vì vậy những cái nhà khảo cổ này họ cố gắng để tìm ra những cái di vật hoặc những cái điều thú vị để thu hút khách du lịch trở lại bên Ai Cập. Nhưng mà theo Nhi cho biết rằng là theo Nhi với Thái biết là khi nói về Ai Cập mà đi kiếm những cái đồ vật mà khảo cổ hoặc là rất là lâu quá, hoặc là cho những xa xưa từ 5.000 năm cho tới 6.000 năm thì có lẽ là không khó, phải không? Không chỉ khó, cần đi vô đất đào lên. Nói cho không khó là không, cũng dễ với chị đi vô, dạ, vô không đất có đào, đào lên làm gì mà có, phải đào sâu lắm á quý vị. Đào liền, liền vui tính tiền. Mà kính thưa quý vị, nếu nói về đất nước Ai Cập thì rất là nhiều cái điều bí ẩn mà chung quanh nó, mà Lê Thái và Như Huyền cũng nghĩ rằng là trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái phát hiện mới nhất về đất nước Ai Cập này. Và cái thông tin này thì có một điều thú vị mà Lê Thái thấy rằng đó là bia nó có từ một cái thời trước, cách đây là hơn 5.000 năm.
nó ngàn năm quá nhiều. Quá lâu rồi. Thì thành ra là cái thời điểm đó mà có bia là chắc thì dân chúng cũng say xỉn cũng dữ á. Đúng không chị? Vì vậy họ mới dùng để mới hiến tế làm party. Là em thấy trong cái bộ phim mà hay coi thì họ cũng say xỉn ghê lắm. Dạ vâng, mà cái em thắc mắc là không biết là cái bia mà cái thời điểm đó, kính thưa quý vị, thì nó cái mùi vị cái vị của nó ngon bằng cái bia giống như thời điểm nay hay không? Bia Heineken hay là những cái bia mà mình đang uống thì mình cũng thắc mắc thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ không ngon bằng cái thời điểm như bây giờ. Uh-huh. Tại vì bây giờ là máy móc mà chúng ta làm tất cả mọi cái chứ không phải làm bằng thủ công, giống như mà trên màn ảnh quý vị thấy là đào những cái lỗ chôn dưới đất để làm bia để cho nó ủ lên men. Thì chúng ta thấy rằng chắc chắn là sẽ không có ngon bằng thời điểm sau này. Nhưng mà nếu như mà ước một có một lần mà được thử, nhưng mà chắc không bao giờ mình được thử được. Tại vì không biết là cái cách người ta làm như thế nào, đúng không chị Như Nguyên? Dạ, cái cách người ta bên đây người ta không có nói là cái cách mà chôn dưới đất như vậy có vẻ là thủ công nhiều quá. Dạ, thủ công rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Nguyên đưa đến một cái thông tin thú vị trong ngày thứ bảy ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, một cái thông tin cuối trong cái tin cà phê sáng cuối tuần Lê Thái muốn gửi đến quý vị là một cái đường dây xin lỗi mà chưa bao giờ mà được công bố, và nó rất là nổi tiếng nhưng mà nó chưa bao giờ được công bố. Và trong những cái ngày vừa qua thì nó đã được công bố rồi, vào ngày 16 tháng 2 vừa qua đã được công bố. Thì cái đường dây xin lỗi này nó là như thế nào? Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Lê Thái và Như Huyền sẽ đưa đến quý vị một cái thông tin, một cái nội dung về cái đường dây xin lỗi này mà chắc chắn rất là nhiều quý vị cũng chưa biết đến cái đường dây này. Tuy nó rất là nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng ở thành phố New York, và những người người ta đã từng lên đây người ta xin lỗi thì người ta biết. Còn mình thì mình rất là khó, mình khó để mình có những thông tin này. Và kính thưa quý vị, ở Mỹ thì ở ngay chỗ thành phố New York là một cái thành phố lớn với những cái bí mật xung quanh. Những cái người đàn ông tự xưng là Mr. Apology này đã viết hơn là 100.000 hành vi tội lỗi nhờ cái đường dây xin lỗi của mình. Và kính thưa quý vị, cái người đàn ông này được mọi người gọi là quý ông xin lỗi. Tên thật là Alan Brick, là một họa sĩ đầy tham vọng, và ông có từng có vài cái triển lãm tranh ở thành phố New York. Và khi chuyển từ Washington DC đến New York vào năm 1977 thì ông đã kiếm sống bằng nghề mộc và cả trộm cắp vặt, thưa quý vị. Và cảm giác tội lỗi này nó dày vò cái người đàn ông này, ông tên là Alan Brick. Thì vào năm 1980 ông đã dán tờ rơi khắp Manhattan và kêu gọi mọi người đến đường dây bí mật để xin lỗi những cái sai lầm mà họ đã gây ra trong quá khứ hay trong những ngày vừa qua. Và ông mong muốn là đây là cách để mọi người có cơ hội loại bỏ cái cảm giác tội lỗi và nỗi đau vì những cái hành vi sai trái của mình đã làm trong những cái thời gian vừa qua, trong quá khứ. Và ông Brick cũng đã lên kế hoạch biến những cái cuộc gọi được thu âm thành một cái phần của dự án nghệ thuật, và nhằm đưa đến một cái nhìn sắc nét về những cái tâm trí rắc rối nhất của những người dân New York vào cái thời điểm bây giờ. Và đường dây điện thoại này kết nối với máy trả lời tự động trong một cái căn gác xếp ở West Chelsea, và người muốn thổ lộ được hướng dẫn gọi từ điện thoại công cộng để không bị truy tìm có dấu vết và cũng không bị cung cấp cái thông tin cá nhân của bản thân của mình. Và các tờ quảng cáo cũng nói rõ rằng là không có liên kết nào của cái tổ chức mà cái đường dây xin lỗi này với cảnh sát và chính phủ hoặc là tổ chức tôn giáo, để mọi người biết được những cái quyền cá nhân của những người mà người ta muốn xin lỗi trên đây. Và kính thưa quý vị, cái đường thoại này đổ chuông ngay lập tức khi mà ông phát cái tờ rơi, và ông phải tiếp gần mấy trăm cái cuộc gọi một ngày để mà người ta đưa những cái lời xin lỗi của người ta lên trên cái đường dây đó và ông thu âm lại. Và kính thưa quý vị, ban đầu thì người ta nói về những cái vụ giết người, và khoảng năm 1983 thì có những người ta đã thú nhận người ta đã cướp bóc giết người, và có những người ta đã lây nhiễm HIV cho những người bạn tình, và một số người thì thừa nhận là người con trai đã thừa nhận đã giết mẹ của mình. Và trong một lần thì viên cảnh sát đã liên lạc với Alan để biết những thông tin về cái lời thú nhận của những cái người đã đánh cướp và cướp những cái tài sản của những người đồng tính nam, mà trong cái một cái vụ án mà cảnh sát biết được, cảnh sát đang điều tra. Thì cái người đàn ông này họ người ta thu âm, người ta gửi cái lời đó là người ta thú nhận người ta đã cướp những cái tài sản của người đồng tính đó. Thì viên cảnh sát, những cái người đang điều tra cái vụ án này, người ta muốn liên lạc với Alan để ông nói về cái đó, nhưng mà ông hoàn toàn ông giữ bí mật. Đây là một cái cam kết mà của ông từ lúc mà ông lập ra cái đường dây nóng này. Thành ra là từ đó thì ông được rất là nhiều người ta gọi vào cái đường dây này, và ông trở thành một cái quý ông xin lỗi. Nhưng thật sự mà trong cuộc sống của ông thì rất là cô đơn và đơn độc, bởi vì bạn bè xung quanh xa lánh ông, và vợ ông cũng không có thời gian mà nhiều gần gũi chồng. Tại vì một ngày thì ông phải tiếp nhận hơn 100 cái cuộc gọi, và bao nhiêu là cuộc gọi? Đúng rồi, giống như đường dây mà để mà tư vấn ấy. Đúng rồi, đường dây mà giống như chị nói là tiếng thét mà nó đến từ thời gian trước, và giống như một đường dây để tư vấn về cái tâm lý. Thì những người ta lên đây, lên cái trang này, lên cái web này, người ta thu cái giọng cái lời thú tội của người ta ra, và ông cũng phải là
là cái người trực tiếp đưa ra những cái câu hỏi để cho người ta trả lời, người đúng ta nói rồi. Người ta thú nhận. Yeah. Thành ra ông bị bạn bè xa lánh và vợ con ông xa lánh. Và cứ thưa quý vị, một cái điều mà chúng ta thấy rằng rất là tội nghiệp cho ông, bởi vì ông làm nghề thợ mộc và ông hoàn toàn không kiếm tiền trên cái đường dây này. Hoàn toàn không có một cái đồng cắt nào từ cái đường dây này hết thưa quý vị. Và ông làm bằng cái sở thích của ông và những cái cảm giác tội lỗi mà ông đã làm trong quá khứ, và ông muốn làm cái đường dây này để cho người ta thú nhận cái tội lỗi của mình. Và ông vẫn làm nghề thợ mộc với cái tiền lương rất là ít ỏi. Và cái thưa quý vị, ông đã mất vào năm 50 tuổi vừa qua bởi vì một cái vụ tai nạn mô tô trượt nước, mà cái người đụng ông là một cái người khác. Mà thưa quý vị, và bà vợ của ông nói rằng nếu như mà ông, những cái gì mà ông muốn, nếu như ông còn sống á, thì ông cũng muốn là cái người đó nói lên một cái lời xin lỗi ở trên cái đường dây của ông. Nhưng mà thật sự là ông đã mất rồi, thành ra là những cái gì mà bà nghĩ là ông rất là muốn cái người đó để nói lời xin lỗi, tại vì cái vụ này xảy ra khiến ông bị mất là do cái người đó lỗi, người đó hoàn toàn. Và kính thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 2 vừa qua thì bà Marisa đã đăng tải toàn bộ những cái lời thú tội mà đã gọi đến cái đường dây xin lỗi trên podcast với cái tên là The Apology Line. Đây là một cái đường dây mà từ xưa giờ nó bí mật mà bây giờ là được up lên rồi. Và quý vị có thể lên YouTube và quý vị có thể search cái đường dây này và quý vị có thể nghe hàng ngàn, hàng trăm cái lời xin lỗi mà nó đã đưa lên trên đây YouTube. Và ngày hôm nay thì Lê Thái cũng đưa lên quý vị đó một cái số mà cái video mà những cái người ta đã từng thú nhận cái lời xin lỗi. Và tại vì cái chương trình của chúng tôi là chúng tôi nói chuyện, thành ra là không thể nào bật tiếng cái video này được. Thành là quý vị nào mà muốn coi thì về nhà thì chúng ta có mở YouTube lên và search lên trên đây là cái trang điện tử này để mà chúng ta biết thêm thông tin. Và kính thưa quý vị, thông tin này là thông tin cuối của Cà Phê Sáng của tuần ngày hôm nay. Nhiều và Lê Thái rất vui vì quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.